nay ta sẽ đi đâu đây? Sẽ mang niềm vui đến cho ai đây? Let's go! Cùng lên xe và chúng ta chia sẻ niềm hạnh phúc. Dù đường xa niềm hân hoan vẫn luôn luôn thôi thúc. Đi chỗ này đi chỗ kia rồi ghé với chỗ xa, cho niềm vui ta đang có đến từng người và từng nhà. Coreno, yes! Đôi khi nhọc nhằn nhiều đêm đã lo cho tương lai, ước phải chỉ có ai đó đồng hành đi tiếp đoạn đường dài. Đi chỗ này đi chỗ kia rồi ghé với chỗ xa, cho niềm vui ta đang có đến từng người và từng nhà. Let's go! Về cơ bản phải có thực thì mới vượt được đạo, tiếp năng lượng bằng bữa ăn để ngày mai lại vươn cao. Đi chỗ này đi chỗ kia rồi ghé về chỗ xa, cho niềm vui ta đang có đến từng người và từng nhà. Đôi khi thiếu hy vọng và sức mạnh, có rèn đúc cái dậy mà nỗ lực, nào cùng nhau bạn ơi bạn ơi, ăn ngay nhé xua hết tôi phiền. Oh my god, sao sao mì nó có thể ngon thế? Oh my god, hương vị này đúng là hết chỗ chê. Kiểu mì này thật là hợp với người chăm chỉ như tôi, nó đúng là chuẩn cù với người nhiều mỡ như tôi. Mì này là dành cho bạn mọi lúc kể cả chủ nhật, không cần phải lo nghĩ bởi vì chắc chắn đây là mì thật. Mọi nhớ đưa bạn đi, bạn xứng đáng với những điều tốt nhất. Những ngày tháng thật tươi đẹp đang chờ bạn ở phía trước. Đôi khi thiếu hy vọng và sức mạnh, có rèn đúc hay dậy mà nỗ lực, nào cùng nhau bạn ơi bạn ơi, anh ngay nhé xua hết ưu phiền. Coreno như người bạn bên mình, Coreno hương vị của gia đình, Coreno luôn kề bên ta, chào hạnh phúc như Coreno. Hãy vững tin you can do it, luôn bên bạn you can do it. Coreno vị ngon đẳng cấp ở ngay bên bạn.